Hey, xin chào tất cả mọi người và xin chúc anh em có một buổi tối thật là vui vẻ. Chúng ta lại được gặp nhau rồi. Hôm nay thì mình sẽ làm clip về vị tướng cá Fennik nha. Thật sự là lâu lắm rồi mình chưa chơi lại cái con cáo này anh em ơi. Hiện tại thì trang bị cho vị tướng này mình có sự điều chỉnh một chút. Mình không lên cung bão tố nữa mà mình sẽ lên kiếm truy hồn. Đó, một trong những cái trang bị tăng công vật lý cho vị tướng này. Căn bản anh em thể nhìn thấy qua đội hình team bạn vừa xong ảnh ở cái phần loát trận. Thật sự là team bạn rất trâu bò. Có sự xuất hiện của vị tướng Superman. Thật sự anh em thể nhìn thấy qua nha. Maloch, Superman, Zapit, cả Crep. Đấy anh em thể nhìn thấy qua 4 vị tướng này thôi khiến cho những vị tướng xạ thủ nhìn thấy là ngán ngẩm rồi. Và trong trận đấu này mình sẽ lên thật là nhiều, có nói chung thì lên đồ xuyên giáp cho vị tướng cáo của chúng ta để có thể bắn nó thấm hơn. Nếu mà anh em không lên xuyên giáp cho trận đấu này có mà bắn đến tết tây anh em ơi. Trang bị thì mình sẽ để lại trong clip nha. Hiện tại thì mình cũng phải cố gắng lên level 4 đã. Level 4 thì khả năng mình đi farm thì nó sẽ tốt hơn bởi cái chiêu cuối khả năng làm chậm. Và cũng như một điều cáo Fennik chúng ta. Ui cái gì vậy? Khổ quá cơ. Zapit tìm bạn lộ rồi nha. Rồi có lẽ là bây giờ mình ganh cái đường đấy là mình sẽ bị lộ. Bây giờ mình sẽ đảo đường đây. Lên khu vực đường giữa chứ vừa xong là Zapit. Ui đánh nhau rất là to khu vực đường trên này. Trời ơi, chết chắc rồi bạn đây. Ok, KS thần trưởng anh em thể nhìn thấy qua làm Carisi. Chỉ cần Carisi nói chung là đánh gần hết máu rồi mình chỉ cần lao vào. Đây đây, ném nó chiêu cuối nha. Tiếp tục là mình sẽ xả toàn bộ kỹ năng ra này. Chết đi còn cái gì nữa. Hiện tại kíp nổ của vị tướng cáo giúp cho vị tướng này cực kỳ mạnh trong leo danh. Và hiện tại thì mình cảm thấy là cáo chúng ta không còn được xuất hiện nhiều trong leo danh nữa. Để ôi thôi, lướt nhanh còn kịp. Trời ơi, có xíu máu này. Quá hạnh phúc anh em thì nhìn thấy qua. Đây là do ăn ở tốt bao nhiêu đời mình tích đức. Nên là bây giờ mình mới được cái phần như thế này. Còn xíu xíu. Ê, thấy chưa, Superman cũng không tha luôn. Ok, biến về cho nó lành đã. Và hiện tại mình đã nói rồi, cáo Fennik là một trong những vị tướng khả năng farm rừng rất tốt nhờ việc có cái kíp nổ. Và hiện tại nếu mà anh em không có kíp nổ, anh em farm rừng thì rất là lâu. Kèm theo trong giao tranh cũng vậy. Hiện tại nếu mà anh em kích hoạt kíp nổ cho nó nổ càng nhanh thì cái đấy giúp cho vị tướng này cực kỳ mạnh. Chứ còn nếu mà không nổ được ấy, đấy, cố gắng làm sao đặt cái kíp nổ vào, anh em cố gắng bắn thật là nhiều để cho nó tự phát nổ nha. Chứ còn nếu mà anh em không bắn được hết. Vậy đâu rồi, cướp dòng đi. Trời ơi. Wow, anh em thì nhìn thấy qua một pha xử lý rất là tuyệt vời của voi. Một mình cướp dòng trước 3 người của đối phương. Chỉ cần một cái voi thôi anh em ơi. Chú voi con ở bản đôn có cái voi rất là to đó. Rồi. Và anh em đừng quên để lại cho mình một like, một đăng ký kênh, một chia sẻ video nha. Hiện tại thì mình sẽ cố gắng thực hiện những cái vị tướng như thế này. Thật ra để mà nói vị tướng cáo của chúng ta bị lãng quên thì không hề. Nhưng mà để mà nói vị tướng này phổ biến thì chắc chắn thì không bao giờ phổ biến rồi. Đấy, căn bản là cáo bây giờ bị lắp vế hoàn toàn so với những vị tướng xạ thủ khác. Bây giờ thì ít khi gặp trong đấu danh. Mình không biết là danh thấp như thế nào nhưng mà hiện tại danh cao thì chơi 9 trận rất là khó gặp được vị tướng cáo này. Ném chiêu cuối ra, thôi Superman này. Trời ơi Superman ơi. Cái gì vậy? Crep móc đằng sau à? Mình cũng chịu luôn, lướt ra này. Đấy, có mỗi cái chiêu thứ hai để giúp cho mình cơ động thôi. Thật sự là cái chiêu thứ hai này thì anh em cố gắng làm sao đừng có sử dụng bừa bãi nhá. Đây thì ui ra fit. Team bạn rất là trâu, thật sự nếu mà đánh về lâu là team mình thua sấp mặt ngay. Hiện tại thì mình đã ăn được 3 mạng rồi. Phút thứ 3 ăn 3 mạng. Gọi là ăn mạng cùng với thời gian, 3 mạng siêu việt. Và khả năng ép trụ rất tốt đến vị tướng này. Một trong những vị tướng xạ thủ. Ê, từ nữa mình sẽ bắt luôn Crendan, ném chiêu cuối ra và chắc chắn nổ kíp nổ này. Trời ơi, nổ rất đau. Thường nếu mà anh em solo với cáo ấy thì khi mình bị dính kíp nổ đừng có đứng gần với đồng đội của mình làm gì cả. Tại vì nó sẽ nổ lan nha, nổ gây cả sát thương lên trụ. Hoặc là trụ đang bị cái kíp nổ rồi anh em đừng có đứng cạnh nó. Nó sẽ nổ và gây thêm cả sát thương lên người anh em đó. Đấy là một cái điều giúp cho vị tướng cáo của chúng ta trước đây nằm trong kho báu Liên Quân Mobile. Thật sự nếu mà anh em nào mới chơi Liên Quân Mobile thì chắc hẳn chưa biết được vị tướng này trước đây có sức mạnh như thế nào. Quá ghê tởm và đã một thời nằm trong kho báu rồi. Nhưng mà đến thời điểm hiện tại giờ nó không còn được như trước nữa. Đấy, cái đợt mà mình mới chơi Liên Quân Mobile thì vị tướng này cực kỳ hot. Để mà sở hữu được thì không biết anh em phải bỏ bao nhiêu tiền ra nữa. Thôi. Trong trận đấu này mình đã nói team bạn rất là nhiều những cái mục tiêu có thể lao tới, dồn sát thương cực kỳ nhanh. Vậy nên là mình sẽ không hổ báo nha, mình sẽ đánh một cách giữ vị trí thật là tốt. Có Zephyr, có Maloch, có Superman anh em thì nhìn thấy qua là ba người có 3 bộ kỹ năng. nhảy ầm vát xuống ấy. Kể cả Grab cũng vậy thôi. Thế nên là mình cũng rất là lo ngại cái việc khả năng không giữ được vị trí. Cái chiều thứ hai thì mình sẽ cố gắng không sử dụng bừa bãi nha. Đánh xạ thủ, ui cái gì vậy? Đánh xạ thủ thì cũng phải cố gắng giữ vị trí và cũng như là đừng có sử dụng bừa bãi cái chiều thứ hai làm gì cả. Đánh nhau rất là gắt kìa. Đây, cả khu vực đường trên nữa. Mình sẽ xuống ganh cho Ari đây bạn ơi. Cố gắng lên, giữ chân nó lại. Chết chắc rồi. Hiện tại thì Zapit không còn kỹ năng để chạy nha. Chết chắc còn gì nữa, một mạng nữa, 5 mạng hạ gục. Hiện tại team ăn 7 mạng, mình ăn 5 mạng và hỗ trợ 1 mạng rồi. Nói chung thì gần như là tuyệt đối. Chúng ta chỉ nói là tương đối thôi. Ép trụ luôn. Có cơ hội thì lấy luôn cái trụ này. Có cơ hội lấy luôn trụ nha anh em ơi. Lấy luôn cái trụ này đây. Rồi, anh em thì nhìn thấy qua tốc độ đẩy trụ cực kỳ nhanh. Và mình đã nói thôi, không có kíp nổ thì vị tướng cáo chúng ta gần như là phế. Chiêu cuối thì mình cảm thấy là gây sát thương không được lớn. Nhưng mà được cái là cái chiêu cuối này nó khả năng làm chậm, giúp anh em đi ganh tốt hơn. Và cũng như là cản được đối phương tốt hơn. Đấy, mình sẽ lên đầu xuyên đá. Trời ơi, lại cướp bùa của tôi rồi. Mình sẽ ra đằng sau nha. Phát này ném chiêu cuối vào thì tuyệt vời này. Tiếp tục này, xả luôn kíp nổ này. Bắn này, bắn này, nổ đi còn gì nữa, huyền thoại thế nha. Trời ơi, không có kíp nổ, anh em thể nhìn thấy qua mình bắn như của mỗi đốt inox ấy, né 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 né. Trời ơi, Zapit kìa, lao vào như một vị thần nhưng mà mình chờ sẵn cái chiêu thứ hai. Rồi. Team mình cũng rất là khoai, 8-6, một trận đấu rất là cân bằng nha, thật là cân bằng và cân não, hiện tại là phút thứ 6 rồi. Mình sẽ cố gắng ép trụ đây, đánh xạ thủ mà anh em ơi. Và cáo là một trong những vị tướng khả năng ăn kinh công rất sớm. Nhưng mà một mình solo kinh công từ sớm thì rất là khó. Để mà dồn sát thương vào kinh công và không bị thiệt mạng thì anh em nên gọi thêm một đỡ đoàn để có thể chịu đam. Chứ còn cáo chỉ việc đứng đằng sau và nổ kíp nổ thôi, bắn kíp nổ thôi. Lấy luôn cái trụ này, trời ra phía này, ui nhảy cái gì vậy. Trời ơi, mình sẽ cố gắng lấy luôn cái trụ này nha. Cố gắng bắn vào cái này, nổ, đấy chưa. Thật sự là phá trụ rất là nhanh. Con này mà đi với Omega chắc là hủy diệt mất thôi. Khả năng cái tốc độ đẩy trụ cực kỳ tốt. Ok, cho mình cái con bùa xanh nào bạn, mình đang thốn bùa xanh lắm. Ok, cảm ơn bạn rất là nhiều nha. Chắc là Carisi cũng không muốn nhường đâu. Nhưng mà mình đã lỡ bắn rồi. Mình đã xin rồi, từ từ Rafit này sẽ giữ vị trí một cách tốt nhất. Đấy, đấy. Đợi một xíu ra tranh, mình sẽ ném luôn chiêu cuối vào cho Maloch này. Này thì ném chiêu cuối này chạy đâu. Ui, cẩn thận nha, Rafit nó cứ rình mình cơ anh em ơi. Khó lắm. Anh em thì nhìn thấy trong trận đấu này mình đánh rất là nhát chết luôn. Mình không dám hổ báo một chút nào. Tại vì là team bạn rất là nhiều vị tướng đỡ đòn thì châu dã man. Pick cái đội hình như thế này. Một điều là đối phương không được lợi hại trong trận đấu đó là không có pháp sư nha. Anh em thì nhìn thấy qua lượng sát thương thì không có, chủ yếu là có thỏ slim thôi. Và team mình chỉ cần bắt được thỏ slim thì team bạn hết vị. Mà Superman trong trận đấu này của team bạn đánh ui, đang định chê mà đã siêu việt rồi. Trời đất ơi. Tí nữa thì lỡ rồi. Ok. Mình sẽ phải cố gắng pha một chút đã. Bây giờ thì chưa được lên được leo. Ôi team bạn hết rồi, khu vực trên kia. Từ từ lại, mình xíu ra mình pha hết rồi. Mình sẽ ra kinh công luôn nha. Hiện tại đồng đội mình đang kêu gọi ra kinh công. Và thỏ team bạn đang ở khu vực đường rồng. Chúng ta sẽ xuống kinh công. Xuống kinh công nào. Xuống kinh công nhanh 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 còn kịp. Ok. Thương xuyên phá và thánh kiếm rồi. Có thương xuyên phá là có xuyên giáp. Và chúng ta sẽ có kinh công. Mình đã nói rồi, cần kinh công phút thứ 8 đối với cáo Fennik thì khá đơn giản nha. Trời ơi, cắm tê tái. Cướp làm sao được của tôi bạn ơi, chết luôn rồi. Thấy chưa, Zapit không thể nào cướp được kinh công. Và mình đã có cái tê tái rồi mà. Chúng ta có kinh công và đây là một cái tin buồn cho team bạn. Phút thứ 8. Rồi, từ từ. Uê, châu dã man. Mình mà không giữ vị trí trong trận đấu này là sấp mặt ngay. Nhưng mà một điều như thế này mình cũng cảm thấy là rất là vui. Khi mà team bạn không có sát thủ đó, không có sát thủ, thế nên là khi đánh xạ thủ mình cũng an tâm hơn rất là nhiều. Đấy, chết chắc rồi, trời ơi. Ném một phát. May là mình còn kịp sơ múi một chút anh em ơi. Sơ múi đó là được cái mạng hỗ trợ. Được rồi, hết lính rồi. Hết quái rồi, chúng ta không nên băng trụ nha. Có rồi, ôi khó chịu thật. Bây giờ có voi bảo kê mà lo cái gì đâu. Anh em thể nhìn thấy qua là sức mạnh của vị tướng này. Nếu mà anh em biết cách chơi thì leo danh rất là tốt. Hy vọng rằng anh em sẽ có thể chơi lại vị tướng này nha. Chứ còn đừng có cho nó vào quên lãng làm gì cả. Superman đẩy đấy. Rồi, thấy chưa? Hết vị luôn. Voi hóa giải khống chế một phát là Superman hết vị. Hiện tại thì mình đứng đằng sau và được double kill rồi. Thật sự là rất là tuyệt vời. Có kíp nổ mà anh em ơi. Bắn cực kỳ thốn, chết chắc ở kia. Không được, té đi. Lao cơ khí phát đấy là chúng mình sấp mặt ngay. 804. Trời đất ơi. Mình sẽ hiện tại thì mình cũng chưa full được đồ đâu. Đấy. Nói là lên trang bị cho anh em nhưng mà hiện tại thì mới lên được một số đồ, 2, 3, 4 đồ thôi mà cảm thấy nó rất là mạnh rồi. Khả năng tăng cái tốc độ đẩy trụ tốt này, tốc độ ép lính này, tốc độ gây sát thương bằng kíp nổ này. Kíp nổ nổ cực kỳ đau, đấy chưa? Siêu việt rồi, mình chỉ là cái chân hỗ trợ thôi. Kiếm Muramasa. Trang bị chủ yếu trong trận đấu này anh em thể nhìn thấy qua là mình sẽ dành 2 trang bị xuyên giáp cực kỳ mạnh cho những vị tướng xạ thủ. Đó là kiếm Muramasa và cũng như là thương xuyên phá. Thật ra thì trang bị như thế này chỉ áp dụng, cái trang bị mình để trong trận đấu này mình chỉ áp dụng cho anh em nào mà gặp trong những cái trận đấu mà team bạn lắm đỡ đòn nha. Chứ còn nếu mà đối phương không lắm đỡ đòn này, thì anh em chỉ cần lên một trang bị xuyên giáp thôi. Một là thương xuyên phá, 2 là kiếm Muramasa. Đấy. Chứ còn hiện tại thì team bạn rất là lắm đỡ đòn mình. Thế nên là mình ưu tiên lên 2 cái trang bị đó. Chúng ta sẽ ép luôn cái trụ này. Nhưng mà hiện tại thì chưa có lính rồi. Không có lính đâu. Khó chịu. Thật là khó chịu đi mà. Đây có Superman chặn lính này. Khó chịu đấy. Superman chặn lính này thì biết tìm đâu. Khổ quá, nó cơ động quá mà anh em ơi. Mình thì cũng không dám đi anh em thì nhìn thấy voi cũng lúc nào sát cánh bên mình này. Cảm ơn bạn rất là nhiều, có Carisi luôn. Đấy là những cái vị tướng, những cái người bạn của mình hỗ trợ. Trời ơi. Rồi, ok. Hiện tại thì ui trâu thế, Zapit tên bảng này. Nhìn cờ rép tôi là nhìn ra thấy khiếp rồi anh em ơi. Toàn đỡ đoàn trâu tanh cứng như thế này. Không sao không sao, bạn ấy chưa về thì chết chắc rồi. Ném kíp nổ và anh em nhìn này, xuyên giáp này, nó nổ rất là đau luôn khi mà anh em đã lên được 2 trang bị xuyên giáp. Kể cả team bạn đánh full tank, gọi là lên full thủ cũng được, kẻ địch đầu hàng. Và clip của mình đến đây là kết thúc rồi. Chúc anh em ngủ thật là ngon nha. Và hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho anh em một ứng dụng rất đặc biệt có tên là Hubo. Ứng dụng giúp anh em tìm bạn bè, huấn luyện viên Liên Quân để lao danh tốt hơn. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Chi tiết thì mình sẽ để lại sau clip này. Bye. Hubo, huấn luyện viên eSports là một ứng dụng tuyệt vời để giúp bạn tìm kiếm những người đồng đội chỉ bằng vài thao tác đơn giản. Cơ hội sát cánh cùng với những huấn luyện viên nổi tiếng và đẳng cấp, cũng như được liên tục cập nhật những kiến thức về game mọi lúc mọi nơi. Tiện lợi, bổ ích và thân thiện. Còn chần chừ gì nữa, hãy tải Hubo trong ngày hôm nay thôi nào. Clip của mình đến đây là kết thúc rồi. Anh em nhớ ấn like, đăng ký kênh và chia sẻ video giúp mình nha. Và kèm theo là ấn vào hình thông báo kênh để cập nhật những thông báo mới nhất từ kênh YouTube mình. Hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Mai yêu, bye bye.